Kem tẩy da chết Deadly Bright và Peel Propylene Jelly là một sản phẩm chuyên dùng chăm sóc da được sản xuất dưới dạng gel. Sản phẩm có nguồn gốc từ Nhật Bản, được người dân xứ sở hoa anh đào rất ưa chuộng. Thời gian gần đây được thị trường Việt Nam đón nhận và phản hồi rất tích cực. Điều gì giúp sản phẩm chinh phục được thị trường chăm sóc sắc đẹp khó tính như Nhật Bản? Tiêu chí đầu tiên người dân nơi đây đánh giá những loại sản phẩm này là thành phần lành tính. Với gel tẩy da chết Deadly Bright và Peel Propylene Jelly, thành phần lại chính là yếu tố cốt lõi tạo nên chất lượng. Đó là những hoạt chất cực kỳ lành tính, không tác dụng phụ, hầu như không gây kích ứng cho da. Hoạt chất AHA và BHA có trong hỗn hợp gel được chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên, có tác động tích cực lên làn da. Khoa học đã chứng minh AHA acid alpha hydroxy có nguồn gốc từ trái cây, đường mía và sữa. Đã từ lâu, các nhà khoa học dùng axit này để loại bỏ tế bào da chết, bụi mịn bám trên da và dưỡng da từ bên ngoài, thúc đẩy quá trình tái tạo da, góp phần xóa sẹo, chống thâm, nám da. Ngoài chất AHA, kem tẩy da chết Deadly Bright và Peel Propylene Jelly còn có hoạt chất BHA, chuyên hoạt động sâu trong lỗ chân lông. Đây cũng là một loại axit được tìm thấy trong thân cây liễu và cây lộc đề xanh. Chúng có tác dụng đánh tan bụi mịn bẩn cứng đầu mà nhiều hoạt chất khác không làm được, khi lỗ chân lông sạch sẽ tự thu hẹp lại. Từ đó da sẽ mịn màng trở lại, các loại mụn cũng không có cơ hội để hình thành. Bên cạnh đó, bằng công thức độc đáo, pha trộn hỗn hợp của nhiều mùi hương từ trái cây nên sản phẩm mang đầy đủ thành phần cần thiết để dưỡng ẩm da. Mang lại cảm giác dịu nhẹ, dễ chịu và tươi mát tuyệt vời. Với phương châm chất lượng, an toàn hàng đầu, giá cả chia sẻ, thương hiệu Deadly của Nhật Bản luôn hướng tới mọi đối tượng khách hàng. Vì vậy, kem tẩy da chết Deadly Bright và Peel Propylene Jelly có giá rất phải chăng, phù hợp với túi tiền nhiều chị em. Đặc biệt, vào thời điểm này sản phẩm giảm giá chỉ còn 285.000 Việt Nam đồng, trước đây 320.000 Việt Nam đồng. Cách sử dụng sản phẩm cũng rất dễ dàng, nhanh chóng, không quá cầu kỳ mất thời gian. Bạn chỉ cần làm sạch qua da bằng nước ấm, lấy lượng kem vừa đủ để thoa một lớp mỏng lên da. Dùng tay massage nhẹ nhàng khoảng 2 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Ngay sau đó bạn sẽ cảm nhận được cảm giác dịu nhẹ tuyệt vời. Chất lượng của kem tẩy da chết Deadly Bright và Peel Propylene Jelly đã được kiểm chứng trên một thị trường rất khắt khe và khó tính như Nhật Bản. Vậy không có lý do gì để bạn từ chối lựa chọn sản phẩm này cho làn da của mình. Xuất xứ Nhật Bản, Japan. Thương hiệu Deadly.